Xin chào các bạn, mình tên là Vinh Nguyên. Năm nay mình 18 tuổi. Mình ở Hà Tĩnh và hiện nay mình đang đá cho U19 Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tại thì em đang đá vị trí tiền vệ giữa. Thần tượng trên thế giới của em là Mesut Ozil. Em nghĩ điểm mạnh của em là chuyền bóng tốt, chuyền dài với chuyền ngắn tốt, với kỹ thuật tốt. Em thấy điểm em giống với Ozil là cả hai người đều thích kiến tạo. Nên là mình thích kiến tạo hơn là ghi bàn. Đấy là ở trên thế giới, còn ở Hoàng Anh Gia Lai em thần tượng anh Xuân Trường. Vì anh Xuân Trường chuyền bóng rất tốt, kỹ thuật tốt, với anh có thể điều phối được lối chơi. Hiện nay thì em đang đá cặp với bạn Văn Đan của đội U19 Hoàng Gia Lai. Em thấy em với bạn khá ăn ý. Em nghĩ là em với bạn Đan sẽ giống Ozil với Kante ạ. Tại vì bạn Đan chạy khỏe với phòng ngự tốt. Em thấy vòng loại U19 hoặc đội U19 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu rất là tốt ạ. Tại vì bọn em đã tầm 5-6 năm tập cùng với nhau nên là bây giờ rất hiểu ý nhau. Vào trong trận đấu đá rất là tốt ạ. Em hy vọng đội sẽ giành được chức vô địch, tại vì năm ngoái đội em đã vào trận chung kết nhưng mà bị thua. Còn về cá nhân thì sao? Cá nhân thì bọn em sẽ nỗ lực, hết sức nỗ lực để có thể được gọi lên triệu tập lên U19 Việt Nam. Và các đồng đội sẽ cố gắng hết sức để giành được chức vô địch của U19 quốc gia.